Hello cả nhà, bữa nay á tụi mình đi tham quan Blue Lake ở Mount Gambier, cách Melbourne 4 tiếng đồng hồ lái xe. Thành phố này á thuộc về South Australia, nằm giữa Melbourne và Adelaide. Đây là hồ nước có màu xanh da trời rất là đẹp luôn. Hồ này rất là nổi tiếng ở nước Úc. Hồ có màu xanh và luôn thay đổi trong suốt cả năm. Cứ vào tháng 11 khi mà nước ấm lên, màu xanh của hồ sẽ chuyển sang màu xanh ngọc lam đậm rất là đẹp. Cái mặt dư lên coi mà quên má mình đau rồi nó làm quên quá. Hai cái chân xác cho hai cái chân xác ăn banh đây nha. Cái nữa coi cái tay này để không chi tôi nữa ba đang quay phim nè, nó cứ chạy ra chạy cho mình lấy về cắt được mà phải không? Quá đẹp luôn. Ủa vậy hả? Giải quyết không được là giải quyết cái gì? Giải quyết vấn đề gì? Hả? Dạ. Máy chụp hình làm đâu? Ăn anh ra lại. Ống khóa này là gì đây không biết nữa. Vậy là cái này hủ quầy hả? Xem xong tưởng là hủ quầy. Đó mà. Anh xếp cái ấy hả? Nè. Mấy bà cái vô không? Vô không? Vô không? Rồi thôi con đứng đó. Cảnh đẹp mà không chịu vô. Người ta làm kỷ niệm mà. Ở New Zealand á. Cái nón nó che mẹ cái mặt ơi. Cảnh quá trời đẹp luôn á. Buổi đời vậy. Bầu trời cũng xanh mà nước cũng xanh. Quay. Hướng này đẹp hơn này chị, đứng chụp nha. Không được cái giấy đâu. Chỉ có New Zealand có là nó đủ màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen như cờ đó. Bây giờ mấy bà vô đi. Đẹp hơn nó cao hơn. Đứng ở đây che luôn. Không không thấy nữa. Đi vô đây. Đang đóng phim, tôi đang quay cho mình nghỉ. Anh kêu nhỏ vô. Thằng nhỏ sao bỏ lớn sợ. Ông nhỏ nào cắt vô. Ngó lên. 1, 2, 3, cùi lên. Cùi. Rồi. Đang quay nha. Rồi, muốn nói gì nói đi. Rồi nói đi, bữa nay là Victoria, Snowburn. Bữa nay 25. 26 chứ, 26. Mới trúng 150 triệu giờ đem xuống Adelaide rải tiền chứ hồ á. Đúng rồi đó. Xa xa có cái tòa nhà gì giống như cái lâu đài vậy ha, đẹp ha. Cái gì nữa. Quá trời đẹp luôn. Không có đứng dưới đó. Thì đứng dưới giữa. Không. Đứng giữa đúng rồi. Chứ không có ép em vô được. Trời ơi.
cười lên hết nha. Quá đẹp. Giờ mình đâu thấy nhìn chị lâu rồi. Màu Gambia rất là vắng vẻ, dân số ở đây rất là ít, chỉ có khoảng 27.000 người. Bây giờ thì tụi mình lái xe ra biển dạo một vòng xem coi có nghêu hay con gì để bắt không. Anh thấy cái cát không? Nó bị lúng 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 không? Vô được đó. Khi anh vô á, lúc bạn ra đó anh phải canh nước nó lên. Nếu mà nước vào mấy cái chỗ bắt nghêu này á, mình chỉ đi bằng xe four wheel drive thôi cả nhà, vì cát á, nó lún xuống rất là nguy hiểm, lỡ như bị gì á, thì không có người giúp mình, vì ở đây vắng tanh luôn, không có một người vô. Biển rất là đẹp luôn mà nước thì lạnh lắm nha cả nhà. Tại biển thì vắng tanh luôn, chỉ có bọn mình thôi, không có một ai khác. Trong lúc mà bắt nghêu á, thì mình không có quay phim được vì ai cũng lo bắt. Năm nay á, rất là lạ, biển ở vùng này á, có bọt xanh nhiều, cho nên á, mình nghĩ là nghêu bị ngộ độc. Nghêu chết hết á, hay đi chỗ khác rồi, vì bắt gần một tiếng đồng hồ mà không được một con nào luôn cả nhà. Chỉ được vài con nhỏ xíu, không đủ xài. Mấy năm trước mình đi thì bắt rất là nhiều luôn. Rồi mình xin tạm ngừng video ở đây. Cả nhà nhớ ủng hộ subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye.